Chúng ta sẽ đến luôn với trận đấu thứ hai ở cuộc thi đấu này. Vẫn là Yamato thì game thủ chim sẻ, và liệu game thủ chim sẻ có chém cho game thủ tiểu thư ngư nát gáo luôn là hay không? Ví dụ như là kiểu là 4-0 chẳng hạn, đó một tỷ số cũng khá là ấn tượng đấy chứ. Còn quả 7 thôi. Bãi quả đầu có 7 cây dành cho game thủ chim sẻ đi nào. Và gáy lên anh em ơi. Và mới chém trận đầu rồi, 28 dân cộng 1 làm đánh beng bắt nát gáo luôn. Và đây là trận thi đấu thứ hai. Vâng, hy vọng chim sẻ sẽ chém cho game thủ tiểu thư ngư 4 trang. Vâng, những bất đi dò đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này với bài đấu cầm Yamato của mình. Vâng, chưa thấy gì cả. Chưa thấy hiệu đâu, chưa thấy voi đâu. Vâng, trận trước mà hộ cao thủ xuất hiện, anh em chuẩn bị đề thì chắc là game thủ tiểu thư ngư quýt luôn, chứ anh không để cho sẻ chém như vậy rồi. Vâng, như vậy là rất ít khi thấy đồ, và một khi đã thấy là thấy cả hiệu cả quả. Bởi hiệu đầu và bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Và chỉ cần tìm thêm đôi con voi nữa hay một bãi quả phụ nữa thôi là ok rồi. Hút mắt. Lùa hiệu về, một bầy hiệu cũng không quá xa nhà chính để sẻ có thể lùa về. Trận này thì rừng của sẻ đang hơi xấu thôi. Rừng dừa. Rừng dừa trong trận đấu này. Và đang tỉ mỉ để đưa những con hiệu đầu tiên về với nhà chính nhà mình. Một cái rừng dừa ở gần khu góc 3 giờ thì có thủ chim sẻ nhàng. Và có một vòi dưới này. Khá là xa đấy. Điều đầu thì có 6 con rồi. Ok, bắt đầu xả thịt những con hiệu đầu tiên thì thủ chim sẻ ở đây. Trong 3 giờ không có gì ăn cả. Ok, tạm thời làm thịt được 5 con và có 1 con đưa về sau. Quan trọng là dừng trận này hơi tù. Và có một con voi ở đây thôi. Một bãi quả phụ ở đây. Sẽ chém với bao nhiêu nông dân của Yamato thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Và thêm một voi ở khá là xa nữa. Cần phải đi tìm thêm đồ ăn thôi. Và lùa nốt con hiệu này về dành cho game thủ chim sẻ nhàng. Ok. Và bãi quả phụ thì ở ngay đây rồi. Chắc là sẻ sẽ kéo những con voi về trước bên đầu của mình để khai thác thôi. Vâng, ăn bãi quả phụ này, 5 cây. Đã phát hiện ra nhà đối phương. Ở góc 9 giờ. Đây là một trận đấu mà đồ ăn của sẻ không thực sự là móc binh. Và cho dân khai thác bãi quả phụ này thôi. Có dâng lờ không? 25 dân rồi. Vâng, sẽ đánh 26 dân và ở đây có rất nhiều voi. Và sắp ép vào đồ xuống 6 giờ rất nhiều voi. Vâng, 26 dân và kích đời trong đầu 7. Dành cho những thủ chim sẻ nhà. Gặp một sư tử thì không đáng ngại. Chơi được. Vâng, câu voi về bếp đầu. Giống với suy nghĩ mà mình đi lên đạt. Vâng, nếu như anh có vấn đề gì khi tải phần mềm Game TV Plus về sử dụng, anh có thể inbox trực tiếp vào fanpage Game TV Plus. Fanpage đang phát sóng kèo đấu giữa chim sẻ nhắng và game thủ tiểu thư ngư, để có thể nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ kiến viên của Game TV trong việc sử dụng phần mềm Game TV Plus. Đội ngũ hỗ trợ và support của Game TV sẽ trực 24/7 để hỗ trợ anh. Ôi giời ơi. Vâng, dâng lờ và quên dân câu voi, thế nào ẳng luôn một nông dân này cũng sẻ. Vâng, nhà đối phương ở trong góc 6 giờ, không phải 9 giờ, không phải mình nhìn nhầm. Sorry các bạn, bài đi dâng lờ cho thủ chim sẻ nắng. Và nếu như dâng thẳng vào trong cái hốc này của thủ tiểu thị ngư là ngon này. Đây là nhà BL, và đây sẽ là nhà BM. Hai dân đóng BM, hai dân đóng BL. Bài kích trong đầu 10, chứ không kích 9 thì sẻ. Với 26 nông dân của Yamato. Và còn nguyên bãi quả ở đây để em có thể ăn hoang nữa. Vâng, tham lai là 25 và kích đời rồi. 11, 24, 25 dân IA.
và tách một dân vào trong hốc đối phương. Nếu như đối phương cung hốc cái là chúng ta sẽ có tình huống đó là đóng BL ở bên trong hốc luôn. Vâng, đây mặt này liệu đã khung hay chưa. Vâng, đang đóng nhà điều kiện thì tiểu thủy ngư đen sẽ rét nhét ngay một dân vào bên trong. Đấy, ông làm gì rồi thì ông làm đi. Vâng, ăn vàng và kéo dân lên đây để thể ăn vàng. Vâng, 3 chấm à, chứ nói là 2 chấm đến từ cái thủ tiểu thủy ngư. Vâng, thì tôi cứ đi vào bên trong, tôi có làm gì đâu. Vâng, không làm gì cả. Vâng, F3. Vâng, một tên F3 đến từ cái thủ tiểu thủy ngư. Vâng, đang hỏi chấm. Tiểu thủy ngư đang hỏi. Yes. Oh yeah. Vâng, hỏi là được đi vào à? Vâng, tất nhiên là phải được rồi. Tôi vào tôi đi lượn thôi, tôi có làm gì đâu. Vâng, tôi chỉ vào đây tôi lượn thôi. Vâng, đóng BL ở đây để tránh đối phương có thể bo BL ở trong hốc này của mình lại để cho thủ chim sẻ nắng. Vâng, game thủ tiểu thủy ngư nhà khung đấy, đẹp đấy. Vâng, táng ngay với BL bên trong, trời, mặt này hở tông à? Không, mặt này cũng kín đấy. Vâng, đóng một BL bên trong này là hiểm này. Vâng, tôi đi vào tôi đi lượn thôi, tôi có làm gì đâu. Vâng, chỉ lượn L trong này thôi. Vâng, bây giờ tôi đóng một BL trong này đấy. Vâng, còn hai sư tử nữa. Tiểu thủy ngư đã khung nhà rồi, xong cái BL bên trong này thôi. Phải chém yếu cái thủ tiểu thủy ngư trong tơn này rất quan trọng này. 26/28 rồi cái thủ chim sẻ. Lần đầu thì sau được 1L rồi. Vâng, chưa được chọc, chưa được chọc. T đối phương thì được bắn. Biết đơn giản là T đứng thủ dò đi công. Tam lại 26/28 tiểu sẻ đây rồi. Ngựa chém đã có và khoai ruộng sẽ là cái đầu tiên chơi vào. Vâng, thêm một BL bên trong này dành cho cái thủ chim sẻ nắng để chơi vào nhà cái tiểu thủy ngư khi anh chưa có bánh xe. Những con đông dân chưa có bánh xe thì cái tiểu thủy ngư mà đang bị chim này đi đang chơi vào. Sẽ là 2 BL bên trong nhà đối phương. Nào, có đen nhà BB ra không? Có đen nhà BB ra không? Vâng, như vậy là cái thủ tiểu thủy ngư quyết luôn. Tỷ số là anh không thể người thủ chim sẻ đáng. Thật không thể tin nổi. Vâng, tôi chỉ vào tôi lượn thôi. Vâng, tiểu thủy ngư quyết luôn ạ. Vâng, bị dâng lờ vào trong hốc. Anh không biết cách nào để chống lại. 2-0 nhờ cho sẻ trong cuộc đối đầu này rồi. Ô, không ngờ tôi cứ nghĩ kèo này khó hơn một cảm giác đơn giản đấy nhở. Nhẹ nhàng làm hai gáo rồi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu thứ 3 trong cuộc đầu mà chim sẻ cầm IA, còn tiểu thủy ngư cầm AC. Cho dân vào đóng thôi, cho đi lượn thôi. Đóng nhà BL bên trong táng hai gáo luôn rồi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo.